Dạ, xin chào các bạn. Hôm nay bây giờ mình sẽ demo cho các bạn là cái dòng sản phẩm camera 360 độ xích đun. Thì đối với dòng sản phẩm này chúng ta nhìn thấy là camera là có thể là xem tầm xa được. Tầm xa có thể là lên tới là 500m, nửa cây số nghe các bạn. Thì ở đây là mình sẽ demo từ những góc quay, rồi những khoảng cách là từ gần đến xa. Thì đây là các bạn nhìn thấy không, trên đây có một con chim á, có thể nhìn thấy được luôn trên bầu trời, vừa thấy bay qua nè. Đó, đây là cái cột phát sóng của nhà mạng theo, các bạn nhìn thấy rất là xa. Bây giờ mình sẽ view qua một chỗ khác nữa cho các bạn xem. Đây, bây giờ các bạn sẽ nhìn nha, mình view xuống đường, thậm chí đây là có thể nhìn thấy biển số, nhìn thấy rất rõ luôn, đường xá, xe cộ chạy trên đây. Thì dòng camera này có thể là mình làm camera an ninh, hoặc là camera chúng ta có thể là dùng cho là bên điều tra tội phạm được luôn. Dưới đây chúng ta nhìn thấy biển số không, rất là sắc và rất là nét, cực kỳ nét. Đó là nhìn từ xa, đây là độ xa, cách xa là 200m. Là từ trên tòa nhà quay xuống dưới đất, chúng ta nhìn thấy là nó xa. Và tiếp tục nữa là chúng ta nhìn thấy là chiếc xe tải kìa, nó zoom ra rất là nhỏ. Thì nếu như chúng ta có thể là ở cách xa cả nửa cây số, 500m, chúng ta có thể nhìn được. Thì đây là do cái đường truyền mạng nữa, thì có thể nó chạy gì gì giật là do mạng. Đây chúng ta xài là camera xích đun 360. Chúng ta có thể xem được ban đêm. Ban đêm thì nó sẽ không có màu, thôi trắng đen, nền trắng đen, nhưng mà nhìn rất rõ, nhìn từ xa được. Phía đây giờ các bạn sẽ nhìn thấy nè, hiện tại giờ đây là mình sẽ quay là zoom lại. Đó, zoom lại. Và zoom lại chúng ta nhìn thấy là cái nhà sao, thấy rất là rõ. Hoặc thậm chí là thấy sao, thấy được là cái hộp của bên đồng hồ điện luôn, đồng hồ điện ha. Rồi bây giờ các bạn sẽ nhìn thấy nè, từ trên đường quay xuống cửa hàng điện thoại, xe máy và điện thoại lên, là mình sẽ zoom cho các bạn xem ở trên là xa hơn nữa. 159 zoom qua nhà, lan can chúng ta nhìn thấy rõ, cực kỳ rõ. Thì đối với xích đun này chúng ta phải giữ định vị giám chặt lại, không có hơi rung. Thì đây mình đang quay lại ha, thì có thể nó hơi rung một chút xíu. Nhưng mà đây thì chúng ta nhìn thấy là cái tầm cam là sao, xa, sao thì xa được. Đó, về giao thông, xem nguyên một tuyến đường. Chúng ta nhìn qua thấy tòa nhà không, là chung cư đây, giờ mình sẽ quay cho các bạn xem. Nhìn thấy rõ luôn nè. Và chung cư này chúng ta nhìn thấy là cách xa hàng cây số, ước lượng thôi nha. Thì đây cho phép là cho nửa trăm, 500m đi, chúng ta vẫn nhìn thấy được con chim nó bay qua. Chữ hotel các bạn nhìn thấy rõ không? Rồi đây là đường xá, đây mình quay xuống dưới đường đây. Đây đường rất là sắc, rất là nét, đường phố cũng vậy. Thì hiện tại là mình đang quay đây, các bạn nhìn thấy là nó sẽ là zoom ra nè, zoom ra tòa nhà chung cư nè, lên bầu trời nè, tiếng chim đang bay không? Đó 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 đó
Thì nếu như có máy bay mà chạy ngang đây là các bạn nhìn thấy là sao? Bay ngang đây chúng ta có thể nhìn thấy được máy bay.